Nếu anh em nào có nhu cầu muốn ích, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Chào mừng anh em trở lại với channel Chém Game. Liên Quân đang rục rịch cập nhật phiên bản beta 20 và reset đang rồi. Bạn có biết, clip hôm nay em nói về các vị tướng xạ thủ bị giảm sức mạnh, cùng một vài vị tướng được tăng sức mạnh. Xạ thủ là chất tướng gánh team cực mạnh, đặc biệt là cuối game, là nguồn sát thương chủ lực không thể thiếu và luôn hiện diện cho trận đấu rank. Cùng tìm hiểu ngay sự thay đổi tại beta 20 với vị tướng xạ thủ ngay bây giờ nhé. Thứ nhất, Zhon. Hiện tại Zhon đang là vị tướng xạ thủ được ưa chuộng đi sâu đường rồng. Lượng sát thương gây ra trong một thời điểm cực lớn, bắn giao tranh khỏe, phù hợp với các giao tranh cố định chứ không phải là kiểu rượt đuổi, ép trụ mạnh, thủ trụ bá. Đó là đôi điều về Zhon. Ngoài ra, chính chức cuối của Zhon tạo ra đây là vị tướng xạ thủ có thể kiểm soát bản đồ khá với chức cuối và có thể check đối thủ ở các vị trí như là bụi cỏ hay là các hang rồng, hang tà thần, hay đơn giản là hit vài điểm trợ thủ hay chấm dứt đối thủ ở mọi vị trí trên bản đồ. Tại beta 20 này, Zhon bị giảm sức mạnh ở chức cuối bởi vị tướng này rảnh là có thể bắn, cụ thể tăng thời gian hồi chiêu chiêu thức và tăng thời lượng sử dụng tại đầu game, hạn chế khả năng bắn hover của Zhon. Chứ trước giờ nó cứ hở là nó bắn, có chiêu là nó bắn, ngứa tay thích là bắn cuối. Nhưng giờ đây, người chơi Zhon sẽ phải cân nhắc thêm một chút. Sự điều chỉnh này có ảnh hưởng khá tới Zhon, nhưng xét toàn diện thì giao tranh Zhon còn bắn rất tốt, nên anh em nào fan của Zhon không cần phải quá ngại việc giảm sức mạnh lần này. Điều bạn cần chú ý đó chính là sử dụng chiêu cuối hợp lý, tránh tình trạng dùng hết năng lượng quá sớm đến khi giao tranh không có năng lượng mà xả chuỗi combo nhé. Thứ hai, Elsu. Hiện tại Elsu đang là vị tướng xạ thủ được ưu tiên ở hai vị trí đi mid và solo đường rồng, khả năng cấu rỉa mạnh ở đầu game, kiểm soát tốt với ưng chạm, đồng thời quác đòn bắn tay thực sự chất và hiệu quả, là vị tướng mạnh nên rất hot. Chẳng có lý do gì mà Elsu lại không bị hiệu chỉnh sức mạnh cả. Và đúng vậy, hắn ta chính thức bị giảm sức mạnh nhé anh em, giảm chặt luôn, cụ thể như sau. Chiêu 2 bị giảm sát thương, thông số mời anh em xem ở trên clip. Ngoài ra, phạm vi của chiêu 2 được rút ngắn. Rút ngắn ở đây không phải là giảm mà là sửa cho đúng với thực tế. Chắc nhiều anh em ngắm Elsu ở beta 19 hiện tại bị nhiều pha hụt hơi rồi. Rõ ràng ngắm tới mục tiêu mà bắn chỉ tới gần, chứ chả đúng như đường kẻ chiêu. Đó chính là việc sửa lại cơ chế ngắm này cho anh em đúng với thực tế. Ngoài ra, chiêu cuối, một chiêu thức giúp cho Elsu khá cơ động để tránh bị úp sọt tới bị tướng sát thủ hay là tiếp cận. Đây là chiêu thức được sử dụng để dồn sát thương vào mục tiêu khác cực chất. Sửa đổi đó chính là giảm tốc độ chạy của mục tiêu từ làm chậm đối thủ 50% chỉ còn làm chậm 30% mà thôi. Khá là trí nha. Ngoài ra, Elsu khi đắc đất, tốc độ di chuyển được tăng từ 30% bị giảm xuống 20%, chưa kể thời gian hồi chiêu bị tăng lên. Lý do cực kỳ đơn giản thôi, khả năng cơ động cao và bắn tỉa sát thương tầm xa của Elsu dần lộ ra sự mất cân bằng khi kỹ năng của người chơi cao lên, bắn bách phát bách trúng. Nhiều người chơi giỏi Elsu, do đó sự điều chỉnh này làm suy yếu đáng kể lượng sát thương từ chiêu 2 và khả năng chạy trốn của Elsu. Với sự hiệu chỉnh này, hy vọng các vị tướng xạ thủ khác cảm thấy dễ thở hơn khi đi đường với vị tướng này và đầu game bớt đau đầu hơn với pha biến chỉnh kích. Theo anh em, tương lai của Elsu ra sao khi hiệu chỉnh như vậy? Bản thân F thì nghĩ rằng Elsu giảm nhưng còn mạnh và đáng chơi. Thứ ba, Violet. Hiện tại Vio còn là vị tướng xạ thủ được chơi nhiều nhưng không còn hot như trước. Đi rừng là vị trí giúp cho cô nàng tăng tiến sức mạnh nhanh rồi phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với vị tướng sát thủ nguy hiểm khác. Tại phiên bản mới này, Vio được tăng tốc độ chạy cơ bản từ 340 lên 350. Dù hiệu chỉnh nhỏ nhưng đây hoàn toàn là tin vui dành cho vị tướng này để cơ động hơn trong cuộc đua với vị tướng sát thủ khác. Thứ tư, Phoenix. Phoenix dù bây giờ không còn hot như trước sau khi trụ có cơ chế mới, nhưng với một meta ưa dùng các vị tướng mạnh đầu game thì Phoenix đang có vị trí đứng tốt nếu kết hợp với đội hình đánh nhanh thắng nhanh, chắc chắn tạo nên bất ngờ lớn cho đối thủ. Đồng dạng với Vio, Phoenix được tăng tốc độ chạy cơ bản từ 340 lên 350. Hy vọng Phoenix tại phiên bản mới này được ưa chuộng và dùng nhiều hơn. Thứ năm, Van Heen. Hiện tại Van Heen còn được vận dụng nhiều ở trong trận đấu, nhưng ở vai trò sâu đường rồng, là một vị tướng xạ thủ, Van Heen đang bị cạnh tranh lớn từ vị tướng như là Theonat hay là Hayate, vị tướng mới từ ra mắt, và kể cả Elsu luôn là các vị tướng xạ thủ cực mạnh, đặc biệt là late game. Vậy thì làm gì để giúp cho Van Heen trở lại thời hoàng kim của mình? Câu trả lời cụ thể ở đây đó chính là tăng sức mạnh cho Van Heen. Cụ thể, nội tại ám khí với 3 phi tiêu xanh, đỏ và vàng. Sự thay đổi anh em nhìn thông số ở trên clip nhé. Đó là tăng thêm sát thương vật lý cộng thêm ở các phi tiêu này. Mục đích đơn giản đó chính là việc Van Heen đang bị lép vế ở thời điểm hiện tại do không cạnh tranh được với các vị tướng xạ thủ khác, nên họ sẽ tăng cường sát thương tay cho Van Heen để giúp cho Van Heen không bị quá lép vế so với các vị tướng xạ thủ mạnh hiện tại.
Mặc dù thay đổi không nhiều, nhưng hiệu quả là có. Hẳn anh em nào fan của Van Hên vui nhất bây giờ rồi. Trên đây là 5 vị tướng xạ thủ bị giảm và có tăng sức mạnh. Tâm điểm clip hôm nay nói về 2 vị tướng bị giảm sức mạnh chính là Elsu và Zone. Còn lại 3 vị tướng xạ thủ khác được tăng là sự hiệu chỉnh quá nhỏ, thực sự không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi hay là sức mạnh sắp tới. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Và tiếp theo đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Hai chào anh em. S vừa khai trường đó chính là shop bạc tng.vn. Đây là shop bạc giúp cho anh em đáp ứng được nhu cầu. Nhiều anh em có hỏi là mua hàng ở đâu uy tín, giá rẻ và chất lượng. Đương nhiên, nếu gặp bất kỳ sự cố gì đều được trợ giúp cách nhiệt tình và chắc chắn. Và đây là shop bạc chính chủ và duy nhất của kênh trải nghiệm game, shop tng.vn. Tại đây các bạn có thể mua các nick hoặc là thử các random. Thử vận may 9k anh em phải chấp nhận hên xui. Trước khi tham gia mua 9k, anh em cần phải đọc cẩn thận và kỹ càng. Nếu bạn nào gặp bất kỳ sự cố gì, có thể liên hệ ngay phần trợ giúp hỗ trợ để được giải đáp thắc mắc cho anh em tận nơi. Và nếu gặp bất kỳ sự cố gì ngoài ý muốn, các bạn sẽ được hoàn tiền lại 100%. Ở các thử vận may 30k, 50k, 75k, 120k, 250k và 700k, tất cả các nick từ vận may 30k trở lên đều trắng thông tin và anh em có thể đổi được. Đấy là điều mà S muốn chốt và chắc chốn 100% anh em như vậy. Mua ạc random 30k nghìn trở lên, các bạn đều sẽ nhận được ạc trắng thông tin, có thể thay đổi được. Nhớ nha anh em. Khi gặp bất kỳ sự cố gì, hy hữu kiểu như là nạp cạc, đợi lâu xét duyệt, hoặc là mua nick có gặp sự cố gì, vấn đề gì, liên hệ ngay fanpage để được giải đáp 24/24 nhé. Ở đây các bạn có thể tìm được rất nhiều tài khoản với các mệnh giá khác nhau, tùy theo sở thích hoặc là nhu cầu của anh em. Ví dụ, em sẽ tặng cho anh em cái nick này đi. Cái nick này là có bảng ngọc 90 này, có 32 tướng. Em sẽ tặng cái nick này cho anh em. Nhưng trước khi tặng thì em muốn nói một chút về vấn đề mua ạc ở trên shop. Các bạn có thể mua ở hai vấn đề trên là đặt cọc. Hoặc là đây, khi các bạn đặt cọc, nó kiểu gần giống như là trả góp một chút đấy anh em cần phải đọc trước khi là muốn lựa chọn cho mình phương thức thanh toán nhé. Các bạn có thể nạp cạc vào shop theo các phương thức thường lệ như là các thẻ Viettel, Vina, Moba, Mobi hoặc là nạp qua ATM để được giảm nhé. Ngoài ra khi anh em mua các ạc, các bạn chỉ cần nhập cái code đó chính là trải nghiệm game, anh em sẽ được giảm giá ngay tức ạ, từ 370.000 xuống chỉ còn 330.000. Đây là cái code giảm giá cho anh em để mà tri ân tất cả anh em trong ngày khai trương của shop tng.vn nhé. Đôi lúc shop có thể gặp một số sự cố kiểu như là nạp cạc chậm cho anh em, hoặc là anh em mua nick có thể là một số vấn đề hy hữu khác, thì chỉ cần liên hệ fanpage. Nếu fanpage chưa rep kịp thì các bạn có thể vào face của S để mà báo cho S ở các phần bình luận để S giúp bạn giải quyết, chứ không việc gì phải lo toán lên nào là nạp mà tiền trước cộng rồi kêu lừa đảo này nọ gì đấy. Mấy thứ đấy chúng ta lớn rồi, chúng ta không nói mấy thứ đấy. Ok, gặp sự cố chỉ cần liên hệ thứ nhất Facebook của S, thứ hai fanpage hỗ trợ để được giải quyết hoặc là hoàn tiền lại 100% nhá, không có vấn đề gì phải lo lắng về độ uy tín cả. Ok, mình vừa mua xong cái ạc 330.000 này cho anh em, xin được check luôn ạ. Đây đó, hoàn toàn trắng tin đúng không nào. Nhiều bạn chưa kinh nghiệm nhìn vào cái Gmail này nghĩ rằng cái này đâu phải trắng tin, hoàn toàn sai. Đây chỉ là cái Gmail chưa được xác thực mà thôi. Anh em chỉ cần vào bấm vào thay đổi hoặc là thêm số điện thoại, như vậy là chúng ta đây chính là cái ạc trắng thông tin dành cho anh em rồi, chứ không phải là gặp bất kỳ vấn đề gì nhá. Còn nếu các bạn mua ạc từ random 30k trở lên mà gặp vấn đề như là còn thiếu thông tin, có thể đó là do lỗi của shop. Chỉ cần liên hệ cho fanpage của shop hoặc là face của S thì sẽ hoàn tiền lại cho anh em 100%, nhớ nhá. Ok, chúng ta thử check nào. Tất cả mọi sự cố lỗi khi mà mua ạc đều sẽ được hoàn tiền lại 100% cho anh em. Chỉ vậy anh em cứ yên tâm, không bao giờ phải lo mấy cái vấn đề nào là lừa đảo hay là thiếu uy tín gì ở đây cả. Nếu gặp sự cố cứ bình tĩnh, thứ nhất là liên hệ fanpage của shop TNG trải nghiệm game. Thứ hai là nếu mà bên trải nghiệm game mà nhân viên chưa đáp kịp cho anh em, chỉ cần liên hệ face của S, face S để ở phần mô tả dưới clip này. Anh em chỉ cần liên hệ
ở các bài viết mà S đăng sớm nhất thì sẽ được trợ giúp ngay tức thời nhé, nên anh em không bị gì phải lo lắng về cái vấn đề này. Đây là cái nick mà mình vừa mua cho anh em, cái nick 32 tướng đấy. Đây còn 16.000 vàng luôn. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.